Tiếp tục chương trình thời sự với các thông tin đáng quan tâm khác. Trước nguy cơ thiếu điện khu vực miền Bắc, Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia khẩn trương hoàn tất hồ sơ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 để trình phê duyệt đầu tư chậm nhất đến tháng 6 năm 2024 phải đưa vào vận hành. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 có chiều dài 514 km được nối từ Quảng Trạch ra phố nối Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng có 4 tiểu dự án. Dự án này được phê duyệt trong tổng sơ đồ điện 8 để thực hiện truyền tải điện liên miền ra miền Bắc, tăng khả năng cung ứng điện. Cách đây một năm, toàn bộ dự án đường dây 500 kV mặt 3, dũng án, quảng trạch, dốc sỏi, Pleiku 2 đã được đóng điện thông tuyến, đã góp phần cung cấp điện cho miền Nam và giải tỏa công suất cho nguồn năng lượng tái tạo.